Hi, chào mọi người nha. Nghe cái clip này nha mọi người. Cái này thì nó cũng đáng mua chứ không phải là không đáng. Em có một con Ruby nha. Ruby này là nó giống y như Hu ha, giống như Hu đời mới luôn. Thì nó chạy xích, xích lỡ nha mọi người. Nó chạy xích lỡ. Xích thì còn máy tính luôn, làm thì còn máy tính luôn, làm xin ha. Bô như bô Hu luôn nha mọi người. Mấy con này y chang với mấy con hù 346 rồi nha mọi người. Con này mã nó là SK4140 thì con này là 40 ly. Công suất nó tầm 40.9 cc là gần 41 cc nha mọi người. Con này là made in USA nha mọi người, sản xuất ở Mỹ năm 2011 ha. Sản xuất ở Mỹ nha, made in USA. Sản xuất ở Mỹ năm 2011 nha mọi người. Đời này chắc y như hù hù 34 340 346 rồi mọi người. Phụ tùng nó y chang luôn á. Thì thế này, con này nó về là nó bị mất cái ốp lam thì mấy thằng bên đấy nó dùng ấy thì nó lấy một cái miếng lam khác nó cắt đi rồi nó ốp vô, nó cắt bình thường nha. Cắt bình thường chỉ hơi hơi bụi một tí thôi, nghĩa là mùn cưa nó ra nó dính hơi bụi thôi. Thì mọi người về mọi người có thể mua loại này, nó cũng có nhiều trên thị trường. Cái thứ hai nữa là mọi người có thể mua cái ốp lam của Hu 346 á, 340 346 á, người dùng nha, vẫn được. Lam xích lỗi con này khai thác tầm trung ngon lắm mọi người. Này là y chang Hu luôn. Nó chỉ thiếu ốp lam thôi nha mọi người, còn lại đầy đủ. Hơi rất là nhanh. Con này cắt khỏe lắm. Nó vòng tua nhanh. Wow, có cái dây này. À, mọi người dây nhiều mới luôn. Con này khả năng cao này, về chỉ việc đổi xăng nổ dùng thôi đó. Về phần ốp lam thì em nói rồi đó, khách khắc phục. Còn không thì mọi người làm một cái miếng tôn á, miếng tôn vòng, một miếng tôn thế này, hay một miếng tôn vòng cung này để cho nó tránh cái bụi mùn cưa đi một tí thôi, chứ nó cũng còn đó. Còn không thì mọi người đây về mọi người mua hỏi trên thị trường á, nó bán nhiều. Hôm trước em có nhiều mà nay bán hết rồi. Hỏi cái ốp lam của Hu á, gắn vào ha, 346 rồi, 357 cũng được. Đủ đồ nha, đồ nó y như Hu luôn. Con này là 4 4 gần 41 cc, nằm 40 ly. Thiết kế y như Hu luôn. Đó. Mới tân mọi người. Mới tân luôn, y như Hu. Hu này nha mọi người. Nó chung nhà máy sản xuất với Hu luôn này nha. Nó cái hiệu của Hu luôn, Hu chính hãng nha. Nói chung là nó là Hu nhưng mà chỉ qua là nó đặt tên là Ruby thôi, nó cũng là Hu mới tân. Ok, con này để cho mọi người một triệu rưỡi nha mọi người ha. Con này để cho 1,5 triệu nha. Nhớ là con này khai thác tầm trung nha mọi người, nó như Hu 340 rồi, 346 nghe kỹ ha, đáng để mua chứ không phải là không đáng đâu. Với lại cái loại này thì phụ tùng nó cũng có nhiều trên thị trường nha, chứ không phải là không có. Ốp lam có bán mới luôn, nhưng mà là ốp lam của Hu ấy, ốp lam màu đỏ của Hu ấy. Khác màu tí thôi. Ốp lam của con này là màu đen, ốp lam của Hu là màu đỏ ha. Rồi con này thì được cái nữa anh em mọi người, cái bình xăng của nó ấy, là nó có cái phần trong suốt này này, khi mà đổ xăng vào á, xăng pha nhớt á, thì mình sẽ biết được cái mức nhiên liệu nó hết hay là nó còn ở phần này ha. Rồi thôi, rất là nhanh, cực kỳ mới luôn. Con này thì hơi ok, ngon lành. 1,5 triệu nha mọi người, không bao ship nha, mua thì chuyển khoản giúp em.